sinh hư, viết cho em nhìn lá thư khi ngồi trong phòng vệ sinh nữ. Chơi cùng ai đó, nhìn em nơi chỗ anh cũng muốn được cùng em đến nuôi nó. Thế em trên nhạc anh cũng muốn ngồi cạnh em để nghe theo nhạc em nghe như lời những gì về em mà anh lại mê nó. Phát lượng mông với vú, bọn nó chốt thì anh cũng đéo xem. Anh gặp em lần đầu và thứ đầu tiên anh thấy là mắt em. Anh cố nhìn xuống vú nhưng không hiểu sao cứ nhìn lên mắt em. Anh chỉ nhìn thấy mắt em, mắt em. Anh không tìm được anh nhìn nhầm một cô thiên thần ngoài em. Phong luôn cảm mấy cái nắm tay, anh chỉ muốn được làm bạn của em. Nhìn em đi dạo chơi với nó mà anh lại thấy trong lòng mình ghen. Insta anh có tên nhìn like nhưng sao chỉ chờ đợi nhiều người xem. S cho sự si mê, I cho sự im lặng, M cho sự mê muội và P có nghĩa là phải lòng. Nếu em là người yêu, anh sẽ chiều đến mức em sinh hư, viết cho em nhìn lá thư khi ngồi trong phòng vệ sinh nữ. Chưa nhìn ra ngoài cửa sổ, cả thành phố đang sáng cùng nhau. Anh nhìn hàng trăm tòa nhà để đoán xem em đang đứng ở đâu. Chắc em đang ngồi ăn gà và em mãi xem show K-pop. Em mới mãi xem show K-pop, nhưng em xinh thì xinh thật. Em cho con hiêu làm linh vật. Em thích ăn chỉ muối phô mai và đi Nhật trong ngày sinh nhật. Em xem móng tay hình gấu trúc, thích ăn mọi thứ về hạt tiêu, lúc nào cũng đến trường đúng lúc. Nhìn em cười gãi phát là yêu. Ok, đi ra ngoài sân và anh ngắm những vì sao. Anh thường tự em cũng ngồi gần đây và ngắm những vì sao. Xong anh sẽ ra bắt chuyện trong lúc mình đang ngắm cùng nhau. Và em sẽ nhận ra suốt bao lâu nay mình nói chuyện hợp nhau. Nhưng thực ra ngoài nơi em còn chả để ý, hay là mấy bài kiểm tra được người mà em vẫn còn chả để ý. Anh nhảy ít nước ngày hôm qua ở trên trường vào sáng lại khai giảng. Nhưng em mãi buồn với trai nên em chẳng để ý. Còn anh để ý là anh không tìm được ai nhìn như một cô thiên thần ngoài em. Phong luôn cảm thấy cái nắm tay, anh chỉ muốn được làm bạn của em. Nhìn em đi giao chơi với nó mà anh lại thấy trong lòng mình ghen. Insta anh có tất người like nhưng sao chỉ chờ đợi một người xem. S cho sự si mê, I cho sự im lặng, M cho sự mê muội và P có nghĩa là phải lòng. Nếu em là người yêu, anh sẽ chiều đến.